chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn ủng hộ, đồng hành kênh Gốm Sứ Tam Hợp chúng tôi. Kênh Gốm Sứ Tam Hợp chúng tôi chuyên cung cấp các vật phẩm, đồ thờ, đồ phong thủy. Mọi người cần hỗ trợ inbox cho bên chúng tôi để hỗ trợ. Mong mọi người hoan hỉ và đóng góp với kênh chúng tôi để chia sẻ những giá trị thiết thực cho những người có nhu cầu về đồ thờ, đồ phong thủy. Bố trí đôi lọ lộc bình 1 65m. Hành trình đưa đôi lọ lộc bình rất là đơn giản để tạo lên được cái sự trang nghiêm như thế này. Ấy dạ, ai dạ, nội công thâm hậu. Ông em mày đúng. Đây đây, đúng rồi, mấy này nó mới đúng phúc đức luôn anh. Đấy, rồi. Thì nó thế thôi, có cái gì đâu, cảnh ra. À, bán hàng là phục vụ là giúp đỡ. À, chủ nhà rất là ân cần, rất tâm huyết. À, không quan trọng đâu, không quan trọng là. Lo được trên, đúng không? Phúc là người bên này. Phúc bên này, bên em, phúc bên em. À, quan trọng là bạn muốn tự tay để mình đưa đôi lọ này về với phòng thờ để thể hiện được cái lòng thành kính với gia tiên. À, đưa được cái lọ này mà chính do bạn ấy. Ok sao? À, từng chiếc một sẽ được an vị như thế này ạ, từng chiếc một an vị như này. Cái điều đặc biệt ở đây là chính gia chủ là người rất là khỏe mạnh và tâm huyết để mà thể hiện lòng thành kính với gia tiên, nên anh tự tay cùng với chuyên gia kê với chiếc lọ từng chiếc một như thế này. Tập trung focus. Đây. Vào đây. Một không gian rất tuyệt vời luôn. À, lại liền bếp nữa nhá, liền bếp luôn. Là xong. Tại quê Hoàng Lâu, Tam Dương, Vĩnh Phúc. Vừa dưới phòng cũng một nhà kiểu tương tự như này, xong vừa lên video xong thì đây là một cái nhà ở Vĩnh Phúc, chứng tỏ rằng là với cái xu hướng, đây là một cái xu hướng của những biệt thự nhà vườn như thế này. Đây là kiến trúc mà ở video trước tôi nói với bạn là xu hướng, đó là một biệt thự nhà vườn có diện tích khá là rộng, sẽ bố trí phòng khách như thế này ạ. Phòng thờ hiện luôn.